Sushi là món ăn rất được nhiều người yêu thích. Nhưng nếu dùng bánh tráng Việt Nam để làm thì chắc chắn sẽ làm nhiều người ngạc nhiên. Món sushi cuốn bằng bánh tráng Việt Nam được tìm thấy ở nhà hàng Love Sushi tại thành phố Charlotte, North Carolina. Trong một chuyến công tác đến Charlotte, North Carolina, chúng tôi đã được dịp để biết thêm về món ẩm thực mới lạ này. Và Destiny và chị Minh Thúy đang có mặt ở trong phía bên trong. Để khi mà cái người thợ cuốn cái sushi này, mà người thợ cũng là cái người chủ của nhà hàng này. Cái rau đầu tiên là cái lettuce, cà rốt, hay bỏ thêm dưa leo hoặc là trái bơ. Trái bơ rồi thêm cái imitation crab, cái cua. Là măng tây. Măng tây của Việt Nam. Cái chính của món này là tuna, cá tuna. Ý tưởng làm sushi bằng bánh tráng Việt Nam được anh Thụy, cũng là chủ nhà hàng Love Sushi, bắt đầu từ khi anh còn đi làm tại nhà hàng Nhật. Bạn anh đã gợi ý cho anh và anh đã thực hiện món này trong thực đơn nhà hàng Love Sushi của anh. Thường thì người Việt Nam mình thích, người Á Đông thích cái này, nhưng mà cũng có vài người Mỹ trắng rất là thích. Và sốt của nó thì gồm có tương ớt Việt Nam, sriracha. Spicy mayonnaise. Cái này tự mình pha chế là mayonnaise, rồi mình bỏ thêm một ít ớt, rồi với lại ít gia vị fondue sauce, là giấm với lại soy sauce là thành phần chính của fondue sauce. Và nó có thêm nhiều cái thứ gia vị trong đây như ớt bột, rồi mè, rồi hành xanh. Crystal tuna là tại vì cái bánh tráng này nó mình nhìn xuyên qua nó được nên mình đặt tên nó là crystal. Món này được chia ra làm hai loại, sống hoặc chín. Đặc biệt không dùng cơm mà dùng nhiều rau, rất hợp cho những người quan tâm đến sức khỏe. Cái rô này nó chín, là người không có rành ăn sushi vẫn có thể ăn được, bởi vì nó là cái rô cá chín. Nhà hàng Love Sushi hoạt động được 9 năm trong khu gần trường đại học của Charlotte, North Carolina. Theo anh Thụy cho biết, khu vực này vào mùa hè rất nhộn nhịp. Mùa đông tuy không bằng mùa hè, nhưng vì nhà hàng nằm trong khu thương mại, cho nên tương đối vẫn có một số khách ổn định. Và kính thưa quý vị, đây là món sushi bánh tráng. Một bên là cá tuna sống, một bên là tôm chiên. Và cái món này hồi nãy Destiny cũng có thử ở ngoài bàn rồi, rất là ngon. Quý vị có thể, ai mà khách du lịch chúng ta đi ngang qua tiểu bang North Carolina, thành phố Charlotte, thì Love Sushi là cái địa điểm mà thích hợp cho người Việt, hay là bất cứ mình có bạn bè thì chúng ta dẫn lên đây để thưởng thức cái món bánh tráng sushi này rất là đặc biệt.